báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, trong ngày 12 tháng 10, thành phố Châu Đốc ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu cách ly 2. Khu cách ly trường Châu Thị Tế 1, khu cách ly trường Tiểu học A Dĩnh Quân 1. Như vậy, đến nay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 372 ca, trong đó tái dương tính 7, khỏi bệnh 204, tử vong 11. Về tình hình điều trị, hiện đang quản lý điều trị 157 trường hợp, trong đó có 1 F0 chưa được chuyển đến khu điều trị và 2 F0 của huyện An Phú xin chuyển về huyện An Phú tiếp tục điều trị. Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 3 F0, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân 4 F0. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân còn điều trị 4 F0 của huyện An Phú, 49 F0 của huyện Phú Tân, 3 F0 của thị xã Tân Châu. Trung tâm y tế cơ sở điều trị 5 trường hợp. Tiểu học A Dĩnh Quân 36 trường hợp Thực tế, 38 người do có 2 trường hợp F1 là người giám hộ chăm sóc cho bệnh nhân F0, trong đó có 10 trẻ em. Mẫu giáo Anh Đào, 26 trường hợp, trong đó có 5 trẻ em. Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, 80 trường hợp, trong đó có 8 trẻ em. Cách ly tập trung, quản lý 1.280 người, 2.182 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly. Cách ly tại nhà nơi lưu trú, quản lý cách ly tại nhà 365 người và 3.746 người hoàn thành cách ly tại nhà, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 thành phố cơ bản đang từng bước kiểm soát, do đó, Ban chỉ đạo thành phố đề nghị các ban ngành địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là với dịch bệnh, tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào địa bàn tại các chốt kiểm dịch, Duy trì chế độ trực chiến 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh, sẵn sàng các tình huống xảy ra. Tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, khu vực nguy cơ để phát hiện sớm khoanh dùng dập dịch. Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát người ra vào tại các chốt kiểm dịch. Ra soát nắm bắt chặt chẽ các đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nơi làm việc sản xuất kinh doanh đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và 5K để đồng thuận và chung tay cùng chính quyền thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo thành phố trong triển khai thực hiện phòng chống dịch, phục hồi kinh tế an dân.